Ngày 21 tháng 12 tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà có buổi tiếp và làm việc với tân đại sứ Uruguay tại Việt Nam Rosario Portel Casanova nhân dịp bà đến nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Cảm ơn Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã dành thời gian đón tiếp, đại sứ Rosario Portel Casanova cho biết. Trong quá trình phát triển, Uruguay đã đạt được thành tựu trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt là thiết kế, thi công và Uruguay rất mong muốn được tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhận định, những năm qua, Bộ Xây dựng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh mới, ngành xây dựng cũng phải đối diện không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, Bộ Xây dựng mong muốn mở rộng, tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới, trong đó có Uruguay, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, cấp thoát nước, xử lý rác thải. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà và đại sứ Rosario Portel Casanova nhất trí trong thời gian tới, Bộ Xây dựng và Đại sứ quán Uruguay sẽ làm việc cụ thể để lên chương trình khung hợp tác giữa hai bên nhằm tăng cường và đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Uruguay trong lĩnh vực xây dựng.